Lại nữa thiện hiện, nếu đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì không có bất cứ thiện căn công đức nào mà không có thể đạt được. Khi ấy, cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì cũng đâu có thể đạt được thiện căn công đức của thanh văn độc giác. Phật dạy, này thiện hiện, thiện căn công đức của thanh văn độc giác, các chúng đại Bồ Tát này cũng đều có thể đạt được. Chỉ đối với bậc ấy không trụ, không trước, dùng trí kiến thủ thắng, quan sát đúng đắn rồi, vượt qua bậc ấy, thẳng vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, cho nên chúng đại Bồ Tát này không có bất cứ thiện căn công đức nào mà không có thể đạt được lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi học như thế thì được gần gũi trí nhất thiết chí mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì được phước điền chân thật của tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì vượt lên trên phước điền của Sa Môn Phạm Trí Thế Gian và Thanh Văn Độc Giác, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như thế, thì tùy theo chỗ thọ xanh chẳng bỏ bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, thường hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì nên biết đối với trí nhất thiết trí đã đắc bất thối chuyển xa lìa bậc thanh văn độc giác gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghĩ thế này đây là bát nhã ba la mật đa đây là lúc tu đây là chỗ tu ta thường tu bát nhã ba la mật đa sâu xa này ta do bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế mà xả ly pháp cần xả như thế chắc chắn sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí nếu nghĩ thế thì chẳng phải là hành bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể hiểu rõ bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng nghĩ thế này đây là bát nhã ba la mật đa đây là lúc tu đây là chỗ tu đây là người tu đây là chướng pháp phiền não phải xa lìa của bát nhã ba la mật đa đây là quả vị giác ngộ cao tột sở chứng của bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghĩ thế này đây chẳng phải là bát nhã ba la mật đa đây chẳng phải là lúc tu, đây chẳng phải là chỗ tu, đây chẳng phải người tu, chẳng do Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể có sự xả đi và có sự chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp đều trụ chân như pháp giới thật tế không sai biệt. Nếu hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa